Vâng, dạ vâng, em chuyển thông tin đấy. Dạ vâng ạ. Mày được em, lắm cưới. Em thì em cũng được. Em cũng mình được. Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Hôm nay hãy cùng mình xem ngày cuối năm đi làm của mình như thế nào ha. Đi thôi. Những người đi làm ngày 28 tây. Rồi. Đây sẽ là những người đồng nghiệp cùng mình chiến đấu ngày cuối năm. Mọi chuyện sẽ vẫn êm đềm cho đến khi từng người rời đi và chỉ còn mình ở ca tối mà thôi. Trời ơi, cảm giác thật là một người nữa ra đi. Chị ăn Tết vui vẻ. Nhìn cái nét mặt mình đau khổ kìa. Tại vì cuối năm rồi, ca tối chỉ còn có một mình nghe cuộc thôi. Về tối, các thầy sẽ càng gọi lên dồn dập những cái lỗi rất là lạ luôn, rất là hoang mang. Những người tàn ác thường sống thảnh thơi. Tôi không cho phép điều đó. Chị làm cấp trên tôi hơi lâu rồi đó. Input của mình là ở bên trái anh ha. Quay hả? Ok, hello các bạn. Mình đây. Em ký đang thử thách 7 ngày với 7 ngày squat tại văn phòng. Mình bình thường là mình có nút giọng nói thôi. Bây giờ nó thương em ký quá đi. Trời ơi, thương quá là thương luôn. Ô, sao cái tivi đó không tắt được nhỉ? Dạ vâng, em chuyển thông tin đấy. Đó, tới lúc chị phải trả giá rồi. Dạ vâng ạ. Mày được em, lắm cưới. Em chết thì em cũng được, để chết một mình được. Em ăn như bao nhiêu thì chị cũng phải ăn bấy nhiêu. Ok. Từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.